Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Mê Game đây. Cứ ngỡ là đến cuối mùa vẫn không thấy lũ lên. Thì hôm nay vừa sáng sớm thì đã thấy như thế này đây. Đây là con đường huyết mạch nước bắt buộc phải chảy từ dưới lên cho cả xóm. Thành ra nước chỉ mới chảy qua có xíu thôi mà đất cát của nhà mình nó lỡ nát hết luôn. Tầm nước chảy vài lần nữa trôi không còn gì luôn quá. Nhìn thấy vui trong ngoặc kép hết sức. Cái video của mình đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.